Rồi Quang Tây xin chào bà con nha các bạn. Hôm nay cập nhật giá thanh long ngày 22 tây tháng 7. Thì thanh long hôm nay là cũng hết rồi, ngoài đồng không có nha, nhưng mà giá thanh long nó vẫn không có tăng cao. Hiện tại giá thanh long ruột trắng Bình Thuận cũng xuống khá thấp nha. Thì thanh long ruột trắng là đa số sông đèn không chứ không có hàng mùa. Nếu mà sông đèn mà với cái giá hiện tại á thì bà con mình bán không có lời nha. Thì hàng đẹp thanh long ruột trắng Bình Thuận hiện tại nó có giá từ 8 đến 10 ngàn, hàng sàn có giá từ 6 đến 8 ngàn, hàng giạt 2-3 ngàn. Thì với giá thanh long hiện tại thì thanh long ruột trắng là lỗ ha. Còn với cái giá ruột đỏ hiện tại thì bà con mình làm nó có lời, tại vì cái này hàng mùa chứ không phải hàng đèn. Thì giá thanh long ruột đỏ hôm nay khu vực miền Tây thì nó dao động quanh mốc loại 1 22 ngàn, loại 2 17 ngàn, loại 3 12 ngàn, loại 4 7 ngàn, hàng ngang trộn 6 ngàn. Thì kênh mình cố gắng mình cập nhật giá thanh long liên tục mỗi ngày, thì nếu mà cái giá nó có biến động thay đổi thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật cái video tiếp theo để mình gửi đến cho bà con mình nắm bắt được cái giá để mình bán thanh long nó được cái giá tốt nhất nha. Rồi hôm nay mình cập nhật nhanh giá thanh long đến đây cũng xin kết thúc nha. Bà con có quan tâm thì mình nhấn đăng ký kênh để mình nhận những video mới nhất. Rồi xin chào bà con, các bạn hẹn gặp lại ở video sau nha.